Hello, what's good? Welcome back to my channel. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Jockey Nguyễn. Dành cho những ai mà đây là lần đầu các bạn xem qua những cái video trên channel của mình thì các bạn cũng có thể gọi mình là Nhân cũng được. Channel của mình thì mình sẽ làm về những cái reaction cho những bài nhạc mới và những cái clip đang viral trên mạng. Nhưng mà đa phần thì mình sẽ làm những cái reaction cho những bài nhạc hip hop là nhiều hơn. Thì không mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta tới với phần intro thôi nào. Let's go baby. Ok, thì như tựa đề của video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái reaction cho một cái thực ra thì đây là một cái cuộc thi The Rap Game, có tên là The Rap Game giữa bạn Có Tài Mà và bên game Free Fire. Thì trước đó là cái khoảng thời gian mà The Rap Game có ra những cái tập của những cái bài hát của những cái tập đầu tiên thì mình đang bị Covid nên là cái giọng của mình nó rất là khó chịu, cũng như là mình không có thể giao tiếp cũng như là nói chuyện được, nên là mình phải đợi cho đến thời điểm hiện tại thì mình mới làm những cái reaction cho những cái bài hát trên The Rap Game được. Thì trước đó những cái bài hát trước thì mình cũng đã có nghe rồi, thì không có thời gian nữa, let's go. Thì hiện tại thì mình có thấy là có team của ICD, Lore và team của Dick với lại Ziok và team của Moonlight và Freaky. Ok, hiện tại có 3 team tất cả. Thì video này mình sẽ làm một cái reaction cho team của ICD và Lore, hai rapper thiên về gọi là lyrical. Thì rất là mong đợi, không kể tới cái bài ICD vừa mới ra gần đây ha. Cái bài đó mình nghe được vài giây mình tắt luôn, mình không biết các bạn như thế nào nhưng mà không hợp với mình. Ok, let's go. Ok, thì trước khi mà chúng ta bấm play cái video này thì mình nhắc nhở các bạn, always stay hydrated. Đây không phải là quảng cáo, nhưng mà nếu mà sau này có nhận được quảng cáo thì mình rất là vui. Mình muốn nhắc nhở các bạn về cái việc lợi ích của cái việc uống nước thôi. Ok, đây không phải là quảng cáo. Let's go. Luật của bọn tao à? Let's go. Our rules. ICD Law. Vươn lên từ sâu đến cầu ngầm, đường mình đi không lấn phần, cánh cửa tương lai không đóng sầm, lý tưởng của tao nó thấm nhuần, âm vang tại tuôn đã đóng vần, hòa cùng dòng flow như sóng thần, ngọn lửa trong tim đang ấm dần, nhịp đập đền vang tiếng trong thần. Không biết kìa. Và đây là luôn của bọn tao. Quy chuẩn lựa chọn cao, không thể nhập lửa bọn tao. Better in style, you can kill my vibe in my life. Và đây là luôn của bọn tao. Quy chuẩn lựa chọn cao, không thể nhập lửa bọn tao. Better in style, you can kill my vibe in my life. ICD kêu đây là một cuộc chiến, giờ đúng vậy, cuộc chiến sinh tồn. Như là trái tim cháy được cho dàn rap, ký hợp đồng với quỷ dữ dân hiến linh hồn. Có ai đổi đá mà sống ở đời, quả cầu đa chính là lai hay sai. Trải qua nhiều đêm chạy gió chơi trời, qua cơn bị cực lịch kỳ thái lai. Máu chảy trong huyết quản, lời ta nói là một bài thuyết giảng. Tao chấp nhận đánh đổi cả xương và máu để có thể cảm thấu được một giây niết bàn. Luôn kể luôn riêng tao, không còn thất tệ hơn trong tim tao. Bất kể bao nhiêu phiền não hay điềm báo, chỉ còn là chim bao. Bước qua mau chướng hay vật, để bọn tao sướng lại luật. Đây là Law and ICD. Đi đến đây do ta lạc vào, cặm cụ rap thì cảm giác rào. Bắt đầu làm không đồng bạc nào, kiếm một tin vẫn cho khác vào. Kéo anh bằng thầy cho toàn bộ viện này được cố gắng sinh tồn khi họ tiêu diệt mày. Chạy những mỗi ngày xuống bông cửa mũi dày, có quá những cám dỗ ở trên bàn tiệc này. Tập luyện để chính tao dòng gió ngăn là mình hỏng. Tao lấy khó khăn là bình xăng, mặt trời lấp ló tăng gà mình bằng. Tao đã lên nào đâu vật câu vào flow, những vết thương bị lời chỉ trích đau sâu. Tạo bài rũa kỹ năng sắc bén đến mức ta đảm bảo các người không có chạm vào đâu. Ta là kẻ mộng mơ nhưng mà không chịu ngủ, tài năng bị ngó lơ nhưng mà không thể phủ. Ta có luật của mình không phải vì cá nhân, bước vào trận chiến thì không có ác quân. Và đây là luật của bọn tao. Quy chuẩn lựa chọn cao, không thể dập lửa bọn tao. Better inside you can kill my vibe in my life. Và đây là luật của bọn tao. Quy chuẩn lựa chọn cao, không thể dập lửa bọn tao. Better inside you
can kill my vibe, my life. Họ tôi nổi nhạc tao rất vô vị. Tao biến nhạc mình đồng nhất vô lý. Một cuộc công dòng trở thành chân lý. Trên xe đồ chẳng có chỗ cho đố kỵ. Đêm muộn sẽ phần quá là nhiều. Đêm muộn thì hết phần khá là liều. Khi tao ký vào bản hợp đồng không công với đam mê không hề dễ. Wow. Ok, thì trước khi mà bàn đến cái bài hát này ha, thì chắc là mình bàn một tí xíu về cái bài hát trước đó mà ICD cho ra mắt. Cái bài hát theo mình nhớ cái tên là Mời Em Đi Vào hay là Mời Em Đi Chơi hay gì đó. Hình như mình nhớ là hình như là Mời Em Đi Chơi, bài hát về tình yêu hay cái gì đó. Thì mình nghe được một vài đoạn thì cảm thấy cái bài nó rất là weird luôn, nó rất là kỳ và nó mình khó nói hơi nặng, nhưng mà cái bài đó khá là dở và cái nó rất là mất màu của một cái ICD mà mình đã biết trước đó. Thì trở lại với cái bài hát này là Our Rules. Thực ra thì cái ý kiến của mình cho cái bài hát Mời Em Đi Chơi thì đó là ý kiến cá nhân của mình thôi. Và hay thì mình nói hay, dở thì mình nói dở, mình cảm nhận như thế nào mình nói như vậy, thì mình cũng không có kiểu nâng bi ai cả. Trở lại với cái bài hát này, bài hát Our Rules, luật của bọn Đao, thì thực sự là ICD đã trở lại với cái hình ảnh mà mình biết trước đó, và cũng như là Long Lore. Thực sự là chúng ta phải công nhận là đây là cái bài hát mà chúng ta thấy được cái trước đó là cái bài phần thi trước đó, cái vòng trước đó là các bạn cùng với cái phần thi này, thì các bạn cũng đã thấy là Long Lore kiểu level up lên rất 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 là nhiều rồi so với khoảng thời gian Long Lore còn ở trong chương trình Rap Việt. Thực sự đây là một, mình phải công nhận là sau một khoảng thời gian thì Long Lo có những cái bước tiến nó phát triển hơn trong cái rap game này, và mình rất là vui, cũng như là rất là vui mừng cho Lo, Long Lo. Mình quen với cái bị gọi Lo là Long Lo rồi. Nghe nó bình dị hơn mà nghe nó kiểu quen thuộc hơn. Thì thật sự là sau cái bài hát này thì chúng ta phải có một cái góc nhìn khác, cũng như là một cái đánh giá khác về Long Lore. Còn về ICD thì mình nghĩ là làm vừa tròn vai, cũng như là chủ yếu là cái bài này mình thật sự là khá là bất ngờ với Lore. Còn ICD thì chắc là không phải bàn nữa, thì cái màu này mới là cái màu của ICD, cũng như là những cái mình nghĩ là ICD sẽ phù hợp với những cái bài hát như thế này, cũng như là những cái bài hát thiên về storytelling nhiều hơn là so với cái bài trước đó là cái bài Mời Em Đi Chơi, bài mà mình vừa mới nói trước đó. Ok, thì đấy là cái reaction của mình cho cái video cũng như là bài hát này. Như những cái lần trước đó mình cũng có nói rồi, thì những cái ý kiến của mình chỉ là mang tính cá nhân, và mình cảm thấy không hay thì mình sẽ nói không hay, và mình cảm thấy hay thì mình sẽ nói hay. Mình sẽ không có kiểu như là nghe hay và nghe không hay mình lại khen, thì mình không có cái việc đó. Và những cái bình luận của mình, những cái cảm nghĩ của mình là những cái cảm nghĩ thật nhất. Ok, và mình rất là mong các bạn sẽ tôn trọng nó, và có thể là những cái bài hát mình cảm thấy không hay nhưng mà nó lại phù hợp với các bạn thì mình rất là ok với cái việc đó. Nhưng mà mình chỉ muốn nói ra những cái ý kiến của mình thôi, và đó là cái reaction của mình. Và mình nhắc nhở các bạn, luôn luôn nhắc nhở các bạn always stay hydrated, luôn luôn nhớ phải uống nước, vì mình luôn luôn muốn là các bạn luôn luôn sẽ có được những cái năng lượng cũng như là sức khỏe ở bên mình. Ok, thì như mọi khi, chúc các bạn sẽ có được một ngày thật là vui vẻ và lan tỏa cái niềm vui của mình sang cho những cái người xung quanh. Ok, lan tỏa những cái năng lượng tích cực của mình, lan tỏa cho những người xung quanh của chúng ta. Và hẹn các bạn ở cái video tiếp theo. Và như mọi khi, peace and I'm out. Ai chưa xem qua những cái video reaction trước đó của mình thì mình mong là các bạn sẽ bấm vào channel của mình và check it out. Ok, let's go and goodbye.